Chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và chúng ta hôm nay lại tiếp tục với series của tựa game Hỏa Chiến Anh Hùng Naruto Mobile em nha. Trong clip này mình sẽ review qua cho anh em, mình sẽ tham dự chính thức một cái sự kiện anh em ạ. Đó chính là sự kiện tổ chức chiến nha anh em. Và lần này mình sẽ chơi dưới con arc mình đi mượn này của anh em. Mình đi mượn anh em ạ, của bạn BG Hoa Vô Sắc nha anh em. Đây là một con arc đang giữ vị trí top 1 server S175 anh em nha, cấp VIP 12, VIP CDIP, con gà chip nha anh em.
Giờ mình đi ra farm điểm đâu. Không thể để thua băng thần kia được. Phá anh ạ. Không nào chạy là đấm luôn. Không cho farm điểm. Thanh với chúng tôi ạ, à? Thanh với chúng tôi này. Rồi, còn ai nữa nào? Tiểu cao chúng tôi à, vừa chết xong rồi. Xong đánh người khác nha. Hay là di chuyển với chúng tôi này, đấm luôn. Còn là kém 1.500 điểm anh em ơi. Ông nào di chuyển nhúc nhích cho mình đấm hết anh em ạ. Nhưng cho farm điểm luôn. Thế chiến được chưa? Hồi lâu vậy. Má chủ bí cảnh. Quá chủ bí cảnh của chúng tôi ạ. 8 liên sát. Sao? Ui, sao đội kia vẫn farm được nhiều điểm vãi thế nhỉ? S176 là những ai vậy? Farm điểm ghê vậy, mình có thấy có thể ở đây đâu mà farm gì mà lên kinh thế. Mình kéo 1.000 điểm này anh em này. Anh em farm nhiệt tình lên chứ, anh em 175 đâu rồi, farm nhiệt tình lên nào. Goku không thể vào trận. Xin lỗi nha, phải đá ra là mình farm điểm. Còn vẫn kém. Vẫn kém điểm à. Marara. Bự đã kết thúc Goku 5 liên sát à? À bự à, anh bự cứ phải để anh cứ đâu rồi bự rồi, không thể tấn công người chơi đang hồi sinh em ơi. Cố lên em ơi, 700 điểm nữa thôi nào, farm được tính thế nào.
Ủa, đâu hết rồi, ra đây. Đi hết ra đây cho anh. Cấm trốn nha, để anh farm nha. Để anh farm điểm nha. No, top 2 em ơi. Mình chiếm Hashirama 6 phút là nó sẽ tự kết thúc trận đấu anh em ạ. Được có 900 vàng thôi. Chán ghê. Để cho em 176. Ui, còn kém 100 điểm này anh em này. Chán quá anh em ơi. Top 1 thì có phải được nhiều vàng hơn không? Hơi buồn đấy ạ. Mặc dù là mình đấm cả server ấy, nhưng mà do anh em server mình hôm nay tham dự cái sự kiện này hơi ít, farm điểm hơi ít nha. Nên chúng ta vẫn kém 100 điểm so với đội đội bên server S176 nha. Rồi, clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi anh em nha. Đây là cái sự kiện tổ chức chiến đã giúp cho anh em đạt được cái danh hiệu cũng như là vàng trong game, rất ngon, rất xịn sò. Nếu anh em nào fan của tựa game Naruto cũng như yêu thích ngoài thường cực anh em nhiều chưa, điểm cá nhân ninja tranh bá này, bạn tại làng ninja tranh bá tích điểm top 1 thưởng trong thư, ui trời, nhưng cả cái đệ nhất thường cực, thưởng ngộ nhân đạo, thưởng làng ninja tranh bá. Clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Nếu anh em là fan của tựa game Naruto cũng như yêu thích anh em nha, thích chính phòng Naruto Mobile thì nhớ làm like, đăng ký kênh với mình nha. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo để đón xem những video clip mới nhất của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye anh em, see you again, bye bye.